Thưa quý vị, thưa các bạn, đẹp và làm đẹp là đặc quyền chính đáng của phái đẹp. Và đặc biệt đối với những người nổi tiếng, những ngôi sao thì việc làm đẹp không chỉ giúp cho bản thân họ đẹp hơn mà còn thể hiện tình cảm cũng như sự tôn trọng đối với khán giả. Vậy thì bí quyết làm đẹp của những người nổi tiếng là gì? Ngày hôm nay, chương trình Bí quyết khỏe và đẹp có mời tới trường quay diễn viên Hồng Diễm và giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển, nguyên giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, chủ tịch Hiệp hội Da liễu Việt Nam đến tham gia chương trình. Xin được cảm ơn diễn viên Hồng Diễm và giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển đã dành thời gian đến với chương trình Bí quyết khỏe và đẹp ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Mai Trang rất là muốn dành cho diễn viên Hồng Diễm, đó là cảm nhận đầu tiên khi mà Mai Trang nhìn thấy chị Hồng Diễm, đó là một gương mặt rất là trắng, rất là sáng và rất là trẻ trung. Thế không biết là chị Hồng Diễm thì có thường xuyên là gặp phải nhiều vấn đề trong việc là không biết làm thế nào để tìm được cái cách giữ cho làn da của mình được luôn luôn tươi sáng hay không? Có khó khăn lắm không chị? Diễm nghĩ rằng là cái này nó là ý thức từ mỗi người. Nếu như mà mình luôn luôn có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của mình thì cái việc đó nó sẽ không trở nên khó khăn, mà nó chỉ là một cái công việc hàng ngày. Và như là giới thiệu từ đầu chương trình tới bây giờ thì trong chương trình của chúng ta còn có sự xuất hiện của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển, đối với những chị em phụ nữ mà khi mà bước vào cái độ tuổi dậy thì chẳng hạn ạ, thì họ gặp rất nhiều những cái vấn đề ví dụ là mụn trứng cá. Tuy nhiên thì khi mà bước vào lứa tuổi 30 và ngoài 30 như là chị Hồng Diễm đây chẳng hạn thì lại có những cái vấn đề khác về làn da mà cần phải có những phương pháp khác để có thể bảo vệ được làn da đó. Không biết là ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển như thế nào về vấn đề này ạ? Cái tuổi 13, 16, 20 hay bị trứng cá, và có thể đến 30, 40 vẫn bị trứng cá, trứng ấy gọi là trứng cá muộn. Thế nhưng nếu mà cái tuổi 30 trở đi thì thường thường phụ nữ bắt đầu cái thời kỳ người ta gọi là lão hóa. Lão hóa xảy ra ở mọi cơ quan trong cơ thể chúng ta, nhưng ở da nó dễ thấy sớm nhất, dễ thấy nhất, và người ta không cần phải làm bất kỳ một xét nghiệm gì để chứng minh lão hóa, đã thấy rồi. Vậy là bước vào cái lứa tuổi 30 thì chúng ta, những người phụ nữ gặp rất nhiều các vấn đề về da rẻ và khiến cho làn da của chúng ta sạm đi này, bị nám má này, gặp rất nhiều những vấn đề mà cần phải có sự can thiệp của những chuyên gia. Vậy không biết là chị Hồng Diễm thì có những cái câu hỏi gì đặt ra để có thể hỏi giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển về vấn đề này hay không? Vâng, Diễm vừa mới được nghe giáo sư Phạm Văn Hiển chia sẻ thì Diễm thấy rằng là những gì giáo sư nói thì đúng là Diễm đang gặp phải. Diễm xin được hỏi giáo sư là có một cái bí quyết nào để giảm thiểu cái quá trình lão hóa điện đó được không ạ? Xét về nguồn gốc, về cái nguyên nhân đích thực, về tội đồ gây ra cái lão hóa của da, đấy là tồn tại của các cái gốc tự do. Trong cả cuộc đời con người ta, có lẽ nó tồn tại hàng tấn gốc tự do, nhưng tuổi còn trẻ thì cơ thể lại sản xuất những vật chất kìm hãm gốc tự do. Nhưng càng cao tuổi lên thì cái chất kìm hãm tốc tự do đó nó càng thu hóa, cho nên gốc tự do chiếm ưu thế, và chính cái gốc tự do chiếm ưu thế này nó làm cho cái lão hóa nó mới xuất hiện. Dạ vâng, như giáo sư vừa chia sẻ thì Hồng Diễm xin hỏi một câu nữa là bên cạnh những cái sản phẩm như giáo sư nói là dùng để bôi ở bên ngoài, thì hiện nay là Diễm thấy xu hướng chị em phụ nữ là hay có dùng thêm là thuốc, không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng uống vào để bồi bổ bên trong cơ thể để giúp cho làn da căng mọng hơn. Và Diễm có được nghe nói về nhau thai cừu ạ. Giáo sư có thể cho Hồng Diễm và Minh Trang biết một chút về như thế nào là nhau thai cừu. Vâng. Tôi cũng mới tiếp nhận, mới đọc một cái thông tin về nhau thai cừu. Và trong một cái sản phẩm có cái tên gọi là Sam Lắc. Và đây là một sản phẩm mới xuất hiện ở trên thị trường của chúng ta đây, tức là của nước Việt Nam chúng ta đấy, là khoảng đầu năm 2014, trước không có. Và vì nó là một sản phẩm mới cho nên tôi tìm hiểu. Tôi nêu thứ nhất là thành phần của cái rau thai cừu. Nhau thai cừu nó gồm có các cái chất protein, nó gồm có lipid, nó gồm có glycid đường, nó gồm có một số các cái chất hormone, các chất làm tăng cường miễn dịch của cơ thể và có chất làm tăng cường năng lượng. Tác dụng của cái chất này nó gồm như thế này. Tác dụng của nhau thai cừu là nó làm tăng trưởng cái lớp biểu bì, tức là lớp da của ta đấy. Thứ hai, nó phục hồi cái làn da. Và thứ ba, nếu làn da bị thương tổn thì nó làm cho da nhanh chóng được phục hồi. Thứ tư nữa, chống khô da. Thứ năm, quan trọng hơn đây này, là nó cung cấp một lượng chất
làm giảm bớt đi sự tiêu phí, sự hư tổn của collagen và tăng về số lượng, chất lượng của cái sợi keo, của cái collagen và cái sợi đàn hồi. Như vậy là giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển vừa mới chia sẻ những cái tác dụng của nho thai cừu rất là tốt đối với người phụ nữ và đặc biệt là tốt đối với da dẻ của người phụ nữ. Vậy thì bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ rằng là trong một cái sản phẩm tên là Tramlac thì có thành phần là nho thai cừu. Vậy thì trong sản phẩm này ngoài nho thai cừu thì nó còn có những cái thành phần gì khác? Cái câu hỏi này có lẽ bạn hỏi tôi và rồi đây sẽ có những người tiêu dùng hỏi, nhưng người ta ít có dịp trao đổi với nhau như thế này lắm. Tôi trả lời để mà ta mượn cái làn sóng của vô tuyến truyền hình để cung cấp cho những người quan tâm đến làm đẹp hiểu. Ngoài nho thai cừu ra, Tramlac còn có một cái tinh dầu hạt nho. Tinh dầu hạt nho nó giúp cho chúng ta thế này này, nó chống lại hiện tượng lão hóa. Và hai, nó chống lại cái tia tử ngoại, và tia tử ngoại là một trong những thành phần, những tội đồ làm cho quá trình lão hóa da, mà đất nước chúng ta quá nhiều tia tử ngoại. Rồi thứ ba nữa, nó gồm có cái tinh dầu hoa anh thảo, và đây cũng là một chất có tác dụng chống lại các cái chất lão hóa, và nó làm cho chúng ta bền vững cái sợi đàn hồi, tăng cường một ít nội tiết. Ngoài ra nữa, trong này gồm có vitamin E, vitamin A. Tiếp nữa, ngoài cái này ra, nó còn có một cái thành phần của cái con ong, rồi thành phần của cái hạt đậu tương. Và những thứ này cung cấp chúng ta một số các cái yếu tố vi lượng, một số các cái chất khoáng. Nói tóm lại, cái thành phần Tramlac, một cái thực phẩm chức năng chứa ngoài rau thai cừu ra, nó còn chứa một loạt các cái chất khác. Tôi nhắc lại, thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Tramlac là sản phẩm chứa tinh chất nho thai cừu được chiết xuất bằng công nghệ đông khô nên giữ được trọn vẹn các thành phần quý giá của nho thai cừu tươi, đồng thời kết hợp với các hoạt chất chống lão hóa từ thiên nhiên như dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo, coenzyme Q10 cùng với các dưỡng chất cung cấp vitamin và khoáng chất. Tramlac giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể, giúp giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang mà không chứa yếu tố hormone, đem lại cho phụ nữ làn da căng, trắng mịn và tràn đầy xuân sắc. Nho thai cừu được sử dụng trong y học cổ truyền cách đây hơn 1.400 năm ở phương Đông, sử dụng làm bài thuốc để tăng cường sức khỏe và tăng sức đề kháng trong hoàng cung. Ở phương Tây thì nho thai cừu được coi là bí quyết để tôn lên vẻ đẹp dạng người quý phái của các nữ hoàng. Ở Việt Nam mình thì công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức đã cho ra đời dòng sản phẩm Tramlac, viên năng mềm Tramlac được sản xuất từ nho thai cừu, được bào chế dưới dạng đông khô nên giữ được nguyên các thành phần quý giá của nho thai cừu. Ngoài ra, viên nho thai cừu Tramlac còn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, những rối loạn ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Không giống như nhiều sản phẩm động vật có nguồn gốc khác nhau, chứa các tế bào đặc biệt có thể khuyến khích tái tạo DNA bị hư hỏng và các mô. Tế bào gốc chiết xuất từ nho thai cừu đặc biệt tương thích với các tế bào của con người. Nó giúp phục hồi các mô và tế bào da, giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể. Đó là lý do tại sao sản phẩm nho thai cừu Tramlac luôn là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn cải thiện làn da và giảm các tác động lão hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, chắc hẳn sau khi lắng nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển và diễn viên Hồng Diễm, quý vị và các bạn cũng đã có thêm những kiến thức, những kinh nghiệm và đặc biệt là tìm ra cho mình bí quyết để giữ được làn da sáng hơn và trắng hơn qua tác dụng của viên nho thai cừu Tramlac. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiển cũng như diễn viên Hồng Diễm đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Tramlac đã đồng hành cùng với chương trình.